Sau khi bàn bạc kỹ với Liên đoàn bóng đá Việt Nam, ban huấn luyện đã quyết định trẻ hóa đội hình bằng cách gọi nhiều nhân tố trẻ như Nguyễn Thị Hoa, Phạm Thị Lan Anh, Hà Nội, Trần Thị Duyên, Nguyễn Thị Thùy Linh, Hà Nam. Số cầu thủ sinh sau năm 2000 của đội nữ Việt Nam hiện là 11/25 người. Băng đội trưởng tạm thời sẽ trao cho tiền đạo Phạm Hải Yến, bởi đội sẽ tạm vắng mặt Huỳnh Như. Cô gái sinh năm 1991 vẫn đang trong quá trình hoàn tất hợp đồng với câu lạc bộ Lang FC, nên việc cô có về nước hội quân cùng đội tuyển quốc gia hay không phụ thuộc vào quá trình đàm phán và phải được sự đồng ý của câu lạc bộ chủ quản. Ở lần tập trung này, ban huấn luyện cũng quyết định không triệu tập tiền vệ Trần Thị Thùy Trang. Sinh năm 1988, Trang không đảm bảo thể lực để tập luyện với cường độ cao nên nhường chỗ cho lớp trẻ, tạo tương lai cho đội nữ Việt Nam. Tương tự, trung vệ Trần Thị Thúy Nga, sinh năm 1990, cũng không lên đội lần này. Đội nữ Việt Nam sẽ tập tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam đến ngày 19 tháng 8 và tập huấn tại Hải Phòng trước khi sang Trung Quốc dự ASEAN 19. Sẽ có hai cầu thủ bị loại. Tại Á vận hội, đội nữ Việt Nam chung bảng với các đội Nhật Bản, đối thủ đang đạt phong độ cực cao tại World Cup 2023, lọt vào đến tứ kết Nepal và Bangladesh. Các trận của đội nữ Việt Nam tại vòng bảng ASEAN từ 22 đến 28/9 tại sân Vân Châu Olympic, Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Nếu các trận có kết quả khả quan, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ được tăng vị trí trên bảng xếp hạng FIFA. Phải cuối tháng 8, Liên đoàn bóng đá thế giới, FIFA, mới công bố chính thức bảng xếp hạng mới nhất của bóng đá nữ, nhưng dựa trên kết quả gần đây, cũng có thể nắm bắt được vị trí của đội tuyển nữ Việt Nam. Sau 3 trận thua tại vòng bảng World Cup 2023, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ mất 29,4 điểm trong tổng số 1.648,89 điểm đã có trên bảng xếp hạng FIFA tháng 6 năm 2023, còn lại 1.619,49 điểm. Trước khi dự World Cup, Việt Nam đứng hạng 32 thế giới và sẽ tụt xuống thứ 36. Tuy nhiên, đội tuyển nữ Việt Nam vẫn giữ vững vị trí số 1 khu vực Đông Nam Á và vị trí thứ 5 châu Á, xếp sau các đội tuyển mạnh như Úc, Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc đều dự World Cup 2023.